Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 135/2024-NDCP của Chính phủ quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó cũng nêu rõ các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cụ thể, Điều 14 Nghị định này quy định 4 trường hợp cơ quan chức năng xem xét quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ bao gồm: phần công suất hoặc công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ phải thực hiện giải phóng mặt bằng theo quyết định của cấp có thẩm quyền; tổ chức cá nhân không tiếp tục phát triển vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; giả mạo các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền và các trường hợp khác theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Sau 60 ngày kể từ thời điểm hoàn thành lắp đặt được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký phát triển, tổ chức cá nhân chưa thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ